Hà Nội truy trách nhiệm đơn vị trồng cây để nguyên vỏ bầu bị gãy đổ sau bão số 3. Thông tin mới nhất về cơn bão được dự báo mạnh thứ ba trong năm 2024. Vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2 truy tố một cựu cán bộ thuộc Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Xin chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của Báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội quý 3 năm 2024. Thông tin về thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ do bão, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết, đến hết ngày 26 tháng 9, trên địa bàn có 100.000 cây bị gãy đổ, bao gồm cây đô thị và các loại cây khác. Trên 23.000 hecta lúa bị gãy đổ, dập nát, trên 3.000 con gia súc bị chết, trên 600.000 con gia cầm bị chết, thất lạc. Về cây đổ, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết, thành phố đã chỉ đạo triển khai phương án trồng dựng lại tại chỗ khoảng 3.418 cây xanh, trong đó có khoảng hơn 100 cây quý hiếm, cây di sản, cây được bảo tồn và cây cổ thụ chuyển về vườn ươm để chăm sóc khoảng 580 cây. Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến cây trồng nguyên vỏ bầu gãy đổ sau bão, Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc trồng cây được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội quyết định về quy trình, định mức kỹ thuật, kích thước hố, kích thước bầu cũng được quy định rõ ràng, độ sâu quy định rõ ràng. Ông Hưng cho biết nội dung này đã được Sở Xây dựng trả lời rất kỹ năm 2014. Vấn đề cây và bầu cây cũng được đưa ra. Ông Hưng thông tin thêm, năm 2014 Sở Xây dựng đã một lần ra soát tìm những cây không được rỡ bầu khi trồng. Đợt này bão vừa qua, cơ quan chức năng phát hiện 12 cây còn bọc bầu đất bị đổ, trong đó có 7 cây có bầu bọc là lưới, vật liệu không tiêu hủy, 5 cây bọc vỏ bằng vỏ bao xi măng. Ông Hưng khẳng định, 12 cây này cơ quan chức năng đang tìm chủ đầu tư để truy hỏi về trách nhiệm. Những cây bọc dễ như vậy sẽ không phát triển được, rất dễ đổ. Cây trồng phi kỹ thuật cũng đổ gần hết sau đợt bão vừa qua. Tin báo mới nhất của Trung tâm Báo Quốc gia Mỹ cho hay, bão Cook đạt đến trạng thái bão cấp 3 ngày mùng 2 tháng 10. Cơn bão cách quần đảo Lesser Antilles khoảng 1.855 km về phía đông đông bắc với sức gió duy trì tối đa 195 km h Cơn bão mới nhất ở Đại Tây Dương đang di chuyển về phía tây bắc với tốc độ 19 km một giờ. Dự báo trong tuần này, bão Cook sẽ dần chuyển hướng về phía bắc tây bắc, sau đó đi về phía bắc. Những đợt sóng lớn do cơn bão mới Cook gây ra có thể ảnh hưởng tới một số khu vực của quần đảo Leeward và Bermuda vào cuối tuần này. Cực từ áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão nhiệt đới ngày 30 tháng 9, sau đó mạnh lên thành bão cấp 1 chiều mùng 1 tháng 10. Nhà dự báo bão Brook Silverang của WPBF 25 Certified First Warning nhận định bão Cực có khả năng trở thành cơn bão lớn thứ 3 trong mùa bão 2024 sau Bero và Helen. Dẫn nguồn trung tâm bão quốc gia Mỹ lưu ý, bão Cực đang mạnh lên và dự kiến sẽ lớn hơn, trở thành một cơn bão cuồng phong lớn và dữ dội. Chia sẻ về cơn bão này, chuyên gia dự báo bão Michael Lowry tại WPLG Local 10 ở Miami, Mỹ cho hay dù bão cước sẽ chuyển hướng về phía Bắc và ở trên đại Tây Dương, nhưng những đợt sóng lớn kéo dài từ cơn bão lớn này có thể lan đến tận bờ biển phía đông của Mỹ từ trung đại Tây Dương đến các khu vực ven biển vùng Đông Bắc từ đầu đến giữa tuần tới. Ngoài bão cước, Trung tâm bão quốc gia Mỹ đang theo dõi một rãnh áp thấp rộng gây ra mưa rào và rông bão trên diện rộng ở khu vực từ biển Caribe đến phía nam Vịnh Mexico. Dự báo thời tiết trong tháng 10 là sự trở lại của những cơn bão cuồng phong lớn. Tại Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong tháng 10, trên biển Đông có khả năng đón hai cơn bão bao gồm cả áp thấp nhiệt đới, trong đó có một cơn có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Tại miền Bắc, trong tháng 10, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động gia tăng về tần suất và cường độ. Trong khi đó, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong tháng 10 Tổng lượng mưa trên khu vực có thể ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Đáng chú ý, trong khoảng từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 10, do tác động của gió đông tầng thấp nên nam bộ trời nhiều mây và có mưa diện rộng, đặc biệt có mưa vào sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 đến 33 độ C. Theo thông tin của công an huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương cho biết, đã bắt giữ 3 đối tượng mang dao phóng lợn đi cướp xe máy do không có tiền tiêu xài. Cụ thể Bùi Văn Minh, sinh năm 2008, trú tại xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Nguyễn Tuấn Vĩ, sinh năm 2007, trú tại xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Và Nguyễn Thành An, sinh năm 2003, ở xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do túng thiếu, Bùi Văn Minh đã cắm điện thoại, nhưng do không có tiền chuộc, Minh nảy sinh ý định và rủ Nguyễn Tuấn Vĩ cùng Nguyễn Thành An đi cướp xe máy. Chiều ngày 29 tháng 9, sau khi lên kế hoạch cướp tài sản, ba đối tượng An, Vĩ và Minh đi xe máy Honda Way màu đen, không bị kiểm soát, mang theo dao phóng lợn đi về huyện Gia Lộc. Trên đường đi, các đối tượng lấy được một két vỏ bia Hải Dương mang theo. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến đoạn chân cầu Thống Nhất thuộc khu 8 thị trấn Gia Lộc, Hải Dương, gặp một thanh niên ở xã Thống Nhất đi xe máy Honda Way chở theo bạn ba đối tượng đã dùng vỏ chai bia ném và đánh gây thương tích cho nạn nhân rồi cướp xe, sau đó đi về hướng thành phố Hải Dương. Trên đường về thành phố Hải Dương, Minh và Vĩ đã phá tấm chắn bùn, gắn biển số xe của nạn nhân, vứt lên mái nhà dân ở khu vực ngã tư huyện Gia Lộc, sau đó giấu phóng lợn ở khu dân cư Trần Nội, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương. Nhận được thông tin trên, lãnh đạo công an huyện Gia Lộc đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và tổ công tác 151 đang tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, truy bắt các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm ngày 29, dạng sáng ngày 30 tháng 9, lực lượng đã bắt giữ 3 đối tượng cùng phương tiện, tăng vật của vụ án. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Mới đây, tại giai đoạn 2 của vụ án chuyến bay giải cứu, một cựu cán bộ thuộc Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương bị đề nghị truy tố về tội che giấu tội phạm. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra giai đoạn 2 và đề nghị viện kiểm sát truy tố 17 bị can về các tội đưa nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và che giấu tội phạm. Trong 17 bị can có cựu cán bộ công an Nguyễn Xuân Thông, cựu cán bộ thuộc ủy ban kiểm tra Đảng ủy công an trung ương do có mối quan hệ với Trần Minh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần xây dựng Thái Hòa, người đã bị xử phạt 18 năm tù ở giai đoạn 1 của vụ án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 5,7 tỷ đồng và đưa hối lộ gần 800 triệu đồng. Và từ năm 2021, hai người thường trao đổi về các chuyến bay giải cứu khi Tuấn bị điều tra vào tháng 6 năm 2022, anh ta đã nhờ Thông giúp đỡ, khi cơ quan an ninh triệu tập Tuấn, Thông đã gọi điện cho điều tra viên, tự giới thiệu và yêu cầu lùi thời gian làm việc của Tuấn. Trong tháng 7 năm 2022, Thông còn gặp Tuấn tại một quán ăn gần bộ công an, nơi Tuấn tiết lộ đã nhận hơn 10 tỷ đồng từ Phạm Bích Hằng, giám đốc công ty Blue Sky để hối lộ các cá nhân có thẩm quyền và chi phí xin thủ tục tổ chức chuyến bay cho một số doanh nghiệp. Thông đã hướng dẫn Tuấn không khai báo về số tiền này mà nói dối rằng đã trả lại cho hàng, anh ta còn khuyên Tuấn khai không biết về các nội dung khác để tránh bị phát hiện. Nhờ có sự hướng dẫn này, Trần Minh Tuấn đã khai báo gian dối gây khó khăn cho công tác điều tra và cản trở làm rõ bản chất vụ án. Dù đã bỏ trốn Tuấn vẫn bị bắt và đưa ra tòa với các cáo buộc đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra khẳng định Nguyễn Xuân Thông đã che giấu hành vi phạm tội của Tuấn và cần bị xử lý nghiêm. Cơ quan điều tra xác định chuyến bay giải cứu là một vụ án tham nhũng nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo các cấp, ban ngành và dư luận. Hành vi của các bị can đã làm biến dạng tính nhân văn trong các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về việc bảo vệ công dân Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khi người dân cần sự hỗ trợ của cơ quan chức năng. Trong giai đoạn 2 của vụ án, Trần Tùng, cựu phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên, bị cáo buộc nhận hối lộ 4,4 tỷ đồng để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cách ly y tế cho 3 chuyến bay. Tùng còn lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi bất chính hơn 3,2 tỷ đồng khi tham mưu cho 5 chuyến bay khác. Cùng lúc Lê Thị Phượng, cựu chuyên viên phòng khoa giáo văn xã thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, bị cáo buộc lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhận 650 triệu đồng hối lộ nhằm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hai công văn chấp thuận cách ly y tế cho công ty Sora và công ty Biển bạc. Tại Quảng Nam, Nguyễn Văn Văn, cựu phó giám đốc Sở Y tế và Lê Ngọc Tường, cựu phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng bị cáo buộc đã trục lợi theo đề nghị của Nguyễn Thị Thanh Hằng. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành chủ trương chấp thuận tiếp nhận công dân về cách ly y tế cho công ty Blue Sky của hàng. Ngoài ra, nhiều bị can khác cũng liên quan đến hành vi đưa nhận hối lộ để được cấp phép cho các chuyến bay giải cứu và chuyến bay combo. Chiều mùng 2 tháng 10, thông tin từ bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang điều trị cho một bé trai 6 tuổi bị bỏng nặng hai chân và có nhiều thương tích khác trên cơ thể, nghi bị bạo hành. Theo đó, ngày 28 tháng 9, bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận bé trai NTK, 6 tuổi, có địa chỉ thường trú tại xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, hiện tạm trú tại một căn nhà trọ trên địa bàn quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, trong tình trạng bị bỏng hai chân và tổn thương các cơ quan nội tạng, nghi bị bạo hành. Thời điểm nhập viện, bé trai sốt cao liên tục, ho nhiều, hai chân bị bỏng, diện tích bỏng ở chân trái 7%, chân phải 5%, vết bỏng bị tuột da, thâm hôi, phù nề. Bên cạnh đó, bé trai còn bị tổn thương phổi, men gan tăng cao. Các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị bỏng nước sôi độ 2, 3, 12%, nhiễm trùng vết bỏng, nhiễm trùng huyết, tổn thương gan, viêm sẹt phổi. Bé trai được điều trị tích cực bằng kháng sinh, truyền dịch, truyền máu, chăm sóc vết bỏng. Hiện cháu bé đã giảm sốt nhưng vẫn còn ho nhiều, ăn uống được, tiếp tục điều trị theo phác đồ kháng sinh, tập vật lý trị liệu vận động. Trước đó theo lời mẹ của bé trai, chị NTV 25 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên. Sau thời gian chung sống không hạnh phúc, chị và anh NQT, bố ruột của bé NTK, chia tay nhau. Hai tháng trước, anh T đón bé K vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Đến ngày 28 tháng 9, chị nhận được tin báo cháu K bỏng nặng nhưng bị nhốt trong phòng trọ ở quận 8. Nhờ hàng xóm báo công an can thiệp, cháu K được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra và làm rõ. Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe. Dự thảo này do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Theo quy định hiện hành tại nghị định 100, hành vi lái ô tô ngược chiều trên cao tốc hoặc lùi xe trên cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, sẽ bị phạt 16 đến 18 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 5 đến 7 tháng. Trong dự thảo Bộ Công an đề xuất nâng mức phạt đối với hành vi nêu trên. Cụ thể, bộ đề xuất phạt 30 đến 40 triệu đồng và trừ 12 điểm giấy phép lái xe, trừ hết điểm. Mức phạt này bằng với vi phạm nồng độ cồn ở ngưỡng cao nhất. Bộ Công an cho hay, thời gian qua, tình trạng vi phạm các quy định trên đường cao tốc phức tạp. Hiện tượng đỗ xe, lùi xe, đi ngược chiều trên cao tốc có nguy cơ gây mất an toàn giao thông và đã có trường hợp gây tai nạn giao thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Cùng với đó, các hành vi điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc phổ biến hơn, việc dừng, đỗ, đón trả khách, nhận và trả hàng trên đường cao tốc chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Thực tế trên đòi hỏi cần phải điều chỉnh mức chế tài xử phạt đối với một số nhóm hành vi vi phạm liên quan đến đường cao tốc. Trong số này có hành vi đi ngược chiều hoặc lùi xe trên cao tốc. Hồi tháng 8 Bộ Công an từng công bố dự thảo nghị định đề xuất trừ 6 điểm giấy phép lái xe đối với hành vi điều khiển ô tô đi lùi hoặc đi ngược chiều trên cao tốc. Đến nay, Bộ Công an đề xuất nâng mức phạt đối với hành vi đi lùi hoặc đi ngược chiều trên cao tốc cả về mức phạt tiền và mức trừ điểm giấy phép lái xe như đã nêu theo quy định tại luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, mỗi giấy phép lái xe có 12 điểm, số điểm bị trừ mỗi khi người có giấy phép lái xe vi phạm giao thông tương ứng với tính chất, mức độ của hành vi đó. Tại dự thảo nghị định, Bộ Công an đề xuất quy định 189 hành vi, nhóm hành vi bị trừ điểm giấy phép lái xe, trong đó 28 hành vi, nhóm hành vi bị trừ 12 điểm, chỉ cần vi phạm một lần sẽ bị trừ hết điểm. Các hành vi bị trừ 12 điểm giấy phép lái xe như vi phạm nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy, chạy quá tốc độ trên 35km trên giờ, đua xe trái phép, lùi xe hoặc đi ngược chiều trên cao tốc. Nếu bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe không được điều khiển phương tiện theo loại giấy phép lái xe đó sau ít nhất 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm thì được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ do Cảnh sát giao thông tổ chức. Kết quả đạt yêu cầu giấy phép lái xe sẽ được phục hồi đủ 12 điểm. Bộ Công an cho hay, việc quy định trừ điểm thay vì tước giấy phép lái xe vừa có tính chất gian đe, vừa có tính chất giáo dục, động viên đối với người vi phạm. Mỗi lần bị trừ điểm như là tiếng chuông cảnh báo giúp người lái xe chấp hành pháp luật tốt hơn. Giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm, người lái xe tiếp tục được điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không ảnh hưởng đến hoạt động tham gia giao thông, hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống. Quy định này còn giúp cơ quan nhà nước quản lý người lái xe trong suốt quá trình từ khi đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho đến quá trình chấp hành pháp luật. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho biết, đã có văn bản gửi hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và trực thuộc Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên triển khai thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, chống lạm thu trong năm học 2024-2025. Mới đây, theo nội dung phản ánh của cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường trung học phổ thông số 3 Phù Cát, huyện Phù Cát, vận động thu tiền mua TV dạy học các lớp 10 với giá 50 triệu đồng. Còn ban đại diện cha mẹ học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang đã vận động thu được hơn 70 triệu đồng để xây dựng nhà để xe học sinh từ phụ huynh. Theo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Định, việc vận động của ban đại diện cha mẹ học sinh chưa đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, gây ảnh hưởng không tốt đến ngành giáo dục và đào tạo. Sở đã yêu cầu hiệu trưởng hai trường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh khắc phục đồng thời chấm dứt việc vận động sai nguyên tắc tự nguyện. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo trường trung học phổ thông số 3 Phù Cát cho biết sự việc do ban đại diện cha mẹ học sinh tự vận động, mua đem tới trường 7 cái TV, ngay sau khi có phản ánh, trường đã tháo và hoàn trả. Đối với trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định chỉ đạo ban giám hiệu nhà trường đề nghị ban đại diện cha mẹ học sinh ngưng vận động quyên góp, hoàn trả tiền cho các cha mẹ học sinh đã tham gia đóng góp, ủng hộ, xây dựng nhà để xe học sinh. Trước đó, nhằm tăng cường công tác quản lý các khoản thu trong nhà trường, chấm dứt tình trạng huy động đóng góp sai quy định và việc quản lý, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục, ngày 26 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện mức thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học và các khoản thu khác đối với các cơ sở giáo dục năm học 2024 đến 2025 và công văn về việc triển khai thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2024 2025. Theo đó, Sở đề nghị các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện không thu các khoản theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thực hiện cam kết không thu các khoản thu ngoài quy định. Tuy nhiên, tại thời điểm đầu năm học 2024 đến 2025 theo nội dung phản ánh của cha mẹ học sinh, thì đã xảy ra hai sự việc nêu trên. Để chấn chỉnh tình trạng huy động đóng góp các khoản thu ngoài quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cũng đề nghị hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông và trực thuộc, giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh tổ chức giả soát, kiểm tra các khoản thu năm học 2024-2025 để chấn chỉnh sai phạm nếu có. Trên tuyến Quốc lộ 15A Hà Tĩnh thường xuyên diễn ra tình trạng châu bò thả rông, đi ngay ngang trên đường, khiến phương tiện lưu thông gặp khó khăn. Quốc lộ 15A là tuyến giao thông huyết mạch nối huyện Hương Khê với huyện Can Lộc, huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh. Tuyến đường này có lưu lượng phương tiện trọng tải lớn tham gia. Đây cũng là nơi thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Nhiều đoạn đường có khúc cua tay áo, nguy hiểm cho phương tiện di chuyển. Đặc biệt, đoạn từ Khe Giao đến thị trấn Hương Khê cũng thường xuyên diễn ra tình trạng châu bò thả rông trên đường trong khung giờ 17 đến 18 giờ hàng ngày là khoảng thời gian tuyến đường này xuất hiện lượng lớn châu bò đi nghênh ngang trên đường, khiến phương tiện di chuyển gặp khó khăn. Hình ảnh ghi nhận tại tuyến đường giáp danh giữa xã Hương Thủy và xã Phúc Đồng. Theo thông tin được biết, thời gian qua, dù cơ quan chức năng đã tuyên truyền xử lý vi phạm, song tình trạng châu bò đi lại trên quốc lộ 15A vẫn thường xuyên xảy ra. Trên chặng đường này rất dễ nhìn thấy cảnh châu bò chạy ngang đường, nhiều phương tiện phải di chuyển chậm để tránh va chạm song khung cảnh hỗn loạn vẫn diễn ra trên đường tại đây có thể thấy đường hai làn nhưng châu bò giàn ngang chiếm mất một làn đường phương tiện lưu thông phải di chuyển sang làn đường bên trái để vượt qua theo như người dân đây là thời điểm các cánh đồng đang bỏ hoang để chuẩn bị cho vụ đông xuân nên nhiều người thả châu bò ra cho ăn vì không thể giám sát thường xuyên nên đàn bò tự ý lên đường liên quan đến tình trạng trên lãnh đạo ủy ban nhân dân xã hà linh huyện hương khê xác nhận trên địa bàn đang có tình trạng thả rông châu bò, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên quốc lộ 15A. Hiện tại địa phương đã tuyên truyền, vận động, nhưng ý thức người dân chưa cao. Theo thông tin từ Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh MAUR, tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên đã chính thức vận hành thử từ ngày 1 tháng 10, sau thời gian đơn vị này đào tạo lý thuyết và thực hành cho nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Đô thị số 1. HURC1. Việc vận hành thử sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 được chủ trì bởi các chuyên gia tư vấn NaoGPT của Nhật Bản. Giai đoạn 2 sẽ được thực hiện bởi nhân viên của công ty HURC1. Việc vận hành thử sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 17 tháng 11 năm 2024 với 47 kịch bản khác nhau. Các kịch bản được xây dựng từ việc vận hành thông thường cho đến các tình huống khẩn cấp như cháy nổ, mất điện, ngập nước, mất tín hiệu ở các vị trí khác nhau trên toàn tuyến metro số 1 bao gồm đoạn trên cao và trong đường hầm. Trước khi vận hành thử, MAUR đã hoàn thành ký kết các thỏa thuận với nhà thầu Hitachi và các nhà thầu xây dựng về việc sử dụng trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo và vận hành thử. Trong quá trình vận hành thử, các đoàn tàu sẽ chạy giống như vận hành thương mại sau này với khoảng cách giữa các chuyến tàu là 4 phút 30 giây một chuyến. Nhân viên vận hành của tất cả các vị trí đều được huy động bao gồm nhân viên lái tàu, điều độ ở trung tâm điều khiển OCC, nhân viên ở các nhà ga. Tổng cộng sẽ có 71 nhân viên tham gia vận hành thử trong mỗi ca làm việc, dự kiến mỗi ngày có 2 ca làm việc. Song song với quá trình vận hành thử, các chuyên gia tư vấn đánh giá an toàn hệ thống BVT, liên danh Bureau Veritas của Pháp và TEDI của Việt Nam sẽ theo dõi, chứng kiến và đánh giá sự thành thạo của các nhân viên công ty HURC1 trong các tình huống khẩn cấp. Trên cơ sở đó, Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng thuộc Bộ Xây dựng sẽ tiến hành nghiệm thu để chấp thuận đưa dự án vào vận hành khai thác thương mại dự kiến trong tháng 12 năm 2024. Tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên khởi công tháng 8 năm 2012 với tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng. Công trình dài 19,7 km với 14 ga, 11 ga trên cao và 3 ga ngầm và 1 depot. Theo lộ trình được chính phủ đặt ra, trong năm nay thẩm định, trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, năm 2025 tiến hành lựa chọn nhà đầu tư. Tổng mức đầu tư dự kiến của cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ gần 130.000 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký văn bản số 746 về đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, để sớm tổ chức triển khai đầu tư dự án bến cảng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý với đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải về nhiệm vụ của các bộ địa phương nêu tại văn bản số 9008 ngày 20 tháng 8 năm 2024. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ cân đối nguồn lực, gồm cả việc huy động từ các thành phần kinh tế khác để hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật kết nối dự án xây dựng kế hoạch đầu tư công trình phụ trợ phục vụ hoạt động khai thác cảng. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng có trách nhiệm phối hợp Bộ Quốc phòng thực hiện các nội dung liên quan đến việc nhiệm vụ quốc phòng trong khu vực, chủ trì xác định địa điểm đổ thải vật chất nạo vét, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy chế phối hợp khai thác các cảng khu vực Cái Mép và Cần Giờ để nâng cao hiệu quả đầu tư khai thác các cảng biển tại khu vực. Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì tổ chức lập trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, chủ trì lập và phê duyệt theo thẩm quyền quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển thành phố Hồ Chí Minh. Có ý kiến về công nghệ bốc rỡ hàng hóa trong quá trình tham gia ý kiến bước đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án theo quy định tại Nghị quyết 98. Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 trên địa bàn thành phố, chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, chấp thuận việc giao đất, giao mặt biển, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, việc bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản thiên nhiên, phương án và địa điểm đổ thải vật chất nạo vét. Bộ Quốc phòng phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành liên quan trong việc thẩm định vị trí dự án yếu tố về quốc phòng, an ninh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và nhà đầu tư quy trình thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác của dự án theo quy định tại điều 20 Luật Lâm nghiệp. Ngày 3 tháng 10, công an tỉnh Nghệ An cho biết, công an thành phố Vinh chủ trì phối hợp với công an huyện Nghi Lộc vừa phá thành công chuyên án bắt giữ 4 đối tượng: Nguyễn Thị Liễu, sinh năm 1979, chú tại khối 10, phường cửa Nam, thành phố Vinh. Nguyễn Thị An, sinh năm 1971, Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1976, đều trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc về hành vi trộm cắp tài sản và Nguyễn Văn Cậy, sinh năm 1980, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó, tháng 9 năm 2024 Tại một số công trình đang thi công tại đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài thuộc xã Hưng Hòa và đường 72m thuộc địa phận xã Nghi Đức, thành phố Vinh, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc liên tiếp xảy ra tình trạng cắt trộm dây cáp điện, một số tủ ống nhựa dùng để bảo vệ dây điện cũng bị cạy bung, đứt gãy, dập nát gây thiệt hại ước tính hơn 1,5 tỷ đồng. Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, chuyên nghiệp để đối phó với lực lượng chức năng, thường lựa chọn địa điểm vắng người qua lại, lợi dụng sơ hở của bảo vệ sử dụng kìm, găng tay, xà beng để thực hiện hành vi phạm tội. Trước tình hình trên, với quyết tâm điều tra làm rõ trong thời gian sớm nhất, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo công an thành phố Vinh xác lập chuyên án, giao đội cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với đội điều tra tổng hợp và các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh. Ngày 1 tháng 10 năm 2024, công an thành phố Vinh chủ trì, phối hợp công an huyện Nghi Lộc phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng nói trên thu giữ hai kìm cắt dây cáp điện và nhiều đoạn điện lõi đồng đã được các đối tượng cắt ngắn để dễ dàng vận chuyển tiêu thụ cùng một số tăng vật khác. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Cộng an thành phố Vinh đã làm rõ từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9 năm 2024 với phương thức, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp, lợi dụng sơ hở của bảo vệ vào đêm khuya, dạng sáng, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Xuân cấu kết với nhau thực hiện 3 vụ trộm cắp dây cáp điện tại các công trình thi công đoạn đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài và đường 72m đoạn qua xã Nghi Đức, thành phố Vinh, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc. Sau khi thực hiện hành vi, các đối tượng đã đưa số dây cáp điện trộm được bán cho Nguyễn Văn Cậy. Ước tính số tài sản gồm gần 7.000m dây cáp ngầm và dây tiếp địa Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Xuân trộm có giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng. Bước đầu, ba người phụ nữ thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai đi trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị An, Nguyễn Thị Xuân về tội trộm cắp tài sản và Nguyễn Văn Cậy về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đồng thời, chuyên án đang được công an thành phố Vinh tiếp tục đấu tranh mở rộng. Sáng ngày 3 tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh đã tiến hành kiểm tra, phát hiện vết nứt và sụt lún chạy dài khoảng 50 m ngang sườn đồi thôn Đồng Phong, xã Phượng Nghi. Qua đo đạc, vết nứt trên gần đỉnh cách chân đồi chừng 50 m, nứt rộng từ 0,1 đến 0,3 m, có một số đoạn bị sụt lún từ 0,5 đến 1 m, đang có diễn biến phức tạp. Đây là khu đồi trồng keo thuộc đất Lâm Nghiệp đã giao cho hộ gia đình bà Đinh Thị Nhượng, nằm cạnh tuyến đường liên huyện từ xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh, đi xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân. Phía sát chân đồi gần vết nứt hiện có 3 hộ dân, tổng số 9 khẩu. Ông Đặng Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Như Thanh cho biết, trước nguy cơ sạt lở cao, huyện đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Phượng Nghi di rời chuyển toàn bộ 3 hộ dân và vật chuyên dụng đến địa điểm an toàn Đồng thời, làm rào chắn, cắm biển báo nguy hiểm sạt lở đất, cử lực lượng canh gác tại hai bên đường khu nguy cơ sạt lở. Biển báo hướng dẫn nhân dân và các phương tiện giao thông đi đường tránh khu vực nguy cơ sạt lở cũng đã được cắm ở khu vực vết nứt. Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh cũng có báo cáo và đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa kiểm tra chỉ đạo. Gần đây Thông tin từ một số phụ huynh tại trường Tiểu học Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã lên mạng xã hội phản ánh việc nhà trường vận chuyển điều hòa từ trường cũ sang trường mới với giá trên trời. Chị Hát có con học lớp 4 tại trường Tiểu học Đức Giang bức xúc trước thông báo trường thu tiền phí chuyển điều hòa từ cơ sở cũ sang cơ sở mới cách nhau 2 km, mỗi học sinh đóng 131.000 đồng. Nhà trường thu 131.000 đồng một học sinh mà trung bình mỗi lớp khoảng 40 học sinh, nhân lên đã hơn 5 triệu đồng chỉ để chuyển hai chiếc điều hòa sang chỗ mới, rất bất hợp lý. Nữ phụ huynh cho hay, không chỉ chị Hát, nhiều phụ huynh khác trong trường cũng không đồng ý với khoản thu vận chuyển điều hòa. Theo một phụ huynh khác, khi mọi người bức xúc thông qua hội trưởng lớp với mong muốn trình bày thắc mắc về giá lắp đặt điều hòa với trường thì phía hội trưởng lớp thoái thác. Tại cuộc họp phụ huynh đầu năm học, nhiều người thắc mắc về giá lắp đặt điều hòa. Nhà trường trả lời, thông cảm về chi phí này vì bao nhiêu năm mới có một lần chuyển trường. Không đồng tình với câu trả lời của nhà trường, nhiều phụ huynh quyết định không đóng khoản phí kể trên. Một số phụ huynh còn đăng tải bài viết lên mạng xã hội để tố nhà trường lạm thu. Trước sự việc này, ông Nguyễn Vĩnh Sự, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đức Giang Hà Nội cho hay, tháng 7 năm 2024, nhà trường phải bàn giao trường cũ cho cấp trung học cơ sở. Thời điểm này, nhà trường không họp phụ huynh để lấy ý kiến do khá cấp bách. Nếu bàn giao trường cũ cho đơn vị khác, sẽ không lấy được điều hòa. Vì thế, đại diện ban phụ huynh đã mời một số nhà thầu tới và chọn đơn vị thi công. Tôi cũng nhận được thông tin có một số phụ huynh ý kiến, nhưng sau đó họ được giải thích nên đã hiểu vấn đề. Hiện nay, các lớp nộp tương đối đủ khoảng 131.000 một học sinh, còn một số gia đình khó khăn nên chưa nộp, ông sự nói. Trước thắc mắc về chi phí gần 2,5 triệu đồng để vận chuyển một chiếc điều hòa từ trường cũ sang trường mới, ông Nguyễn Vĩnh Sự cho biết, ông chỉ làm việc gián tiếp nên không đánh giá được đắt rẻ. Theo ông, giá cả hội phụ huynh tự tìm hiểu. Bộ Công an cho biết, hành vi sửa chữa hoặc làm giả biêu chuyển khoản ủng hộ bão lụt để đăng lên mạng xã hội phong bạt có thể vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý tùy theo tính chất mức độ vi phạm. Thời gian vừa qua, sau khi mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố sao kê từ thiện, Mạng xã hội lan truyền việc cá nhân làm giả bill chuyển khoản. Bộ Công an sẽ tiếp nhận giải quyết khi có cá nhân tổ chức gửi tin báo tố giác tội phạm liên quan đến hành vi này. Trường hợp cá nhân sửa bill chuyển khoản để đăng lên mạng xã hội nhằm đánh bóng tên tuổi không chỉ vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội mà còn vi phạm pháp luật, cụ thể là hành vi làm giả tài liệu và cung cấp thông tin sai sự thật. Tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm cũng như hậu quả phát sinh, cá nhân này có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu cơ quan chức năng xác minh hành vi sửa bill gây khó khăn cho đơn vị tiếp nhận hoặc ảnh hưởng đến hoạt động thống kê và phân phát tiền từ thiện, gây ra dư luận xấu, người thực hiện sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, điều 331 Bộ luật hình sự. Trong trường hợp làm giả bill và công khai trên mạng xã hội mà chưa gây hậu quả xấu, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo Điều 101, Nghị định số 15-2020-NDCP với mức phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với tổ chức và từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với cá nhân. Ngoài ra, có thể phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng cho các hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức. Nếu cá nhân nhận chuyển tiền từ thiện và chỉnh sửa bưu với mục đích chiếm đoạt tài sản, có thể bị xử phạt hành chính từ 3 triệu đến 5 triệu đồng, hoặc xử lý hình sự với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Điều 175 Bộ Luật Hình sự. Tùy theo số tiền chiếm đoạt mà phải chịu các khung hình phạt khác nhau, mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù giam. Nếu là nhân viên trong tổ chức và sửa bưu để chiếm đoạt tài sản, có thể bị xử phạt hành chính từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Điều 15 Nghị định 144-2021 NDCP hoặc xử lý hình sự với tội danh tham ô tài sản quy định tại Điều 353 Bộ Luật Hình sự tùy theo số tiền chiếm đoạt mà phải chịu các khung hình phạt khác nhau, mức hình phạt cao nhất tử hình. Nếu lợi dụng thiên tai để huy động tiền và chiếm đoạt, có thể bị xử phạt hành chính từ 3 triệu đến 5 triệu đồng hoặc xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Điều 174 Bộ Luật Hình sự tùy theo số tiền chiếm đoạt mà phải chịu các khung hình phạt khác nhau. Mức hình phạt cao nhất là tù trung thân. Hai tim kích hổ mang chúa Su-30 MK2 cùng hai trực thăng MI-17 của không quân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật bảo vệ bầu trời Hà Nội đã cơ động ném bom, rocket, phá hủy mục tiêu giả định, xuất sắc hoàn thành đợt diễn tập. Hơn 4 giờ sáng mùng 2 tháng 10, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn Không quân 927 và Trung đoàn Không quân 916 thuộc Sư đoàn 371 quân chủng phòng không không quân đã miệt mai chuẩn bị máy bay sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong đợt diễn tập. Đợt diễn tập lần này có sự hiệp đồng quân, binh chủng với nhiều hình thức tác chiến, sử dụng nhiều loại vũ khí, trang bị, kỹ thuật hiện đại do quân đội chế tạo, cải tiến. Trung đoàn không quân 927 thuộc sư đoàn 371 tham gia diễn tập ném bom với dàn máy bay tiêm kích Hổ Mang Chúa Su-30MK2. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra máy bay, các tổ kỹ thuật lắp bom vào giá treo, sẵn sàng cho các phi công, Tổ bay cất cánh làm nhiệm vụ. Được biết, mỗi chiếc Su-30MK2 được trang bị hai động cơ AL-31FP có lực đẩy lên đến 12 tấn. Loại động cơ này có khả năng điều chỉnh luồng phụt giúp máy bay cơ động hơn trong các tình huống, đặc biệt mỗi khi máy bay tăng lực để cất cánh tạo thành những cuồng lửa phụt ra mạnh mẽ ở đuôi, thường dễ quan sát thấy trong các chuyến bay đêm. Tại khu vực chuẩn bị máy bay của trung đoàn 916, sư đoàn 371 tổ kỹ thuật và phi công cũng kiểm tra trực thăng kỹ lưỡng trước khi làm nhiệm vụ. Đại úy Vương Đình Long, phi đội trưởng phi đội 1 thuộc Trung đoàn 916 cho biết, quá trình biên đội hai trực thăng di chuyển từ sân bay đến trường bắn cần phải vòng tránh, luồn lách qua địa hình có nhiều núi để đảm bảo chiến thuật. Đồng thời, hai tổ bay cần phải phối hợp nhịp nhàng để công kích, phá hủy mục tiêu nhanh nhất, hiệu quả nhất. Tiếp đó, biên đội hai chiếc tiêm kích Su-30 MK2 cất cánh để thả bom, công kích mục tiêu mặt đất. Sau cú bổ nhào, Thả bom công kích mục tiêu mặt đất thành công, phi công bắn đạn nhiễu để tránh hỏa lực phòng không của địch. Thiếu tá Bùi Văn Lập, chính trị viên phi đội 1, Trung đoàn Không quân 927 cho biết, điều kiện khí tượng thời tiết giao mùa đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của phi công. Tuy nhiên đơn vị đã tính toán kỹ lưỡng đường bay, tính năng, kỹ chiến thuật của từng loại vũ khí để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Buổi diễn tập bắn đạn thật của các đơn vị đã diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật. Trước đó, trong những ngày tháng 9 năm 2024, Trung đoàn 935, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không Không quân, đóng quân tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức các đợt huấn luyện bay sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ quốc. Trung đoàn 935 được trang bị nhiều máy bay chiến đấu Su-30MK2 hiện đại nhất hiện nay để đảm bảo cho các đợt huấn luyện bay, đơn vị đã lập kế hoạch bay, làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, thông tin, radar và quá trình thực hành ban bay các phi công chấp hành nghiêm điều lệ quy chế thực hành đúng kỹ thuật bay bảo đảm an toàn tuyệt đối